Kính thưa quý vị và các bạn, tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang đưa mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, cần thực hiện quy trình chăm sóc theo từng chu kỳ giai đoạn phát triển. Nước tưới, phân bón, mỗi giai đoạn đều có công thức riêng. Khi cây đủ 26 lá, quả bắt đầu tạo lưới thì tiến hành bổ sung chất dinh dưỡng để quả phát triển to và tạo độ ngọt. Cây dưa lưới từ khi trồng đến thu hoạch dao động từ 70 đến 75 ngày. Đây là loại quả có vỏ vàng, thịt quả màu xanh nhạt, khi chín có mùi thơm, vị ngọt, thanh, giòn. Dù đầu tư ban đầu khá cao, sau một năm nhà màng có thể canh tác 3 vụ dưa và xen kẽ các vụ rau ngắn ngày. Theo đánh giá của huyện Tân Uyên, hiệu quả mô hình khá rõ. Quả đẹp, độ ngọt cao, trọng lượng bình quân từ 1 đến 1,2 kg một quả, sản lượng ước đạt là 6 đến 6,5 tấn trên 2.000 m2, giá bán dao động từ 50 đến 70.000 đồng một kg.